Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái phương pháp giúp chúng ta hạn chế vấn đề hao hụt trong suốt quá trình nuôi. Đó là chúng ta sẽ sử dụng cải tạo cái nền thả gà của chúng ta và cái nền chuồng chúng ta nuôi. Bởi vì sao? Bởi vì cái nền chuồng nuôi gà, cái nền chuồng chúng ta phải khô ráo, phải sạch sẽ. Và muốn khô ráo phải sạch sẽ, chúng ta sẽ lựa chọn những cái nền chuồng nó bằng phẳng nè, không có đọng nước nè. Đó. Mưa xuống thì có chỗ thoát nước tốt. Là đó là cái vấn đề nền chuồng. Và chúng ta sử dụng chấu, chúng ta sử dụng nền cát. Hiện tại nền cát rất là tốt đối với những con gà từ 25 ngày trở lên cho lên trưởng thành. Bởi vì sao? Bởi vì cát á, khi con gà nó tiêu hóa kém á, mà nó ăn được những cái viên sỏi, viên cát sẽ giúp cho con gà nó tiêu hóa tốt. Thường trong cái mề của con gà nó sẽ giữ lại cái phần cát, phần sỏi để giúp cho con gà co bóp, nghiền nát thức ăn dễ dàng tiêu hóa hơn. Đó, anh chị em thấy cái nền không? Nền nuôi gà rất là khô ráo, những chú gà ăn nó sẽ không bị dơ và nước nó không đọng lại. Nước mà nó đọng lại nó sẽ rất là dơ. Bởi vì sao? Bởi vì gà nó ra giường á, phân nó rớt xuống nước mà mưa nó đọng lại thì nó sẽ uống những cái nước này làm cho gà sinh bệnh. Cho nên anh chị em nhìn nhìn cái sân thả nè, sân thả nước nó rất là khô ráo. Bởi vì sao? Bởi vì đổ một lớp cát, một lớp đá lên giúp cho cái sân của chúng ta, sân nuôi gà chúng ta rất là khô ráo và sạch sẽ. Từ đó mà con gà nó phát triển tốt, nó không có bị bệnh hoạn, nó không có hao hụt trong quá trình nuôi. Đó là cái biện pháp để chúng ta quản lý tốt đầu con trong suốt quá trình nuôi. Đó là chúng ta phải nền chuồng là chúng ta phải khô ráo sạch sẽ, săn thả chúng ta phải khô ráo sạch sẽ. Đó, chúng ta sẽ làm hệ thống thoát nước tốt và trên cái nền cái sân thả chúng ta sẽ đổ những cái cát hoặc đá sỏi để cho con gà nó ăn, trợ giúp tiêu hóa, đồng thời nó sẽ giúp cho nước khi mà mưa xuống nước nó sót nước rất là tốt, hút nước rất là nhanh. Đó, rồi nó giữ cho được cái sân thả của chúng ta khô ráo và sạch sẽ. Khi mà chúng ta cái sân thả của chúng ta sạch sẽ, chúng ta quản lý được cái độ dơ, khi mà mưa xuống cái dơ thì gà nó sẽ gây nhiều bệnh. Mình mà nó rút cái nền nó rút nước nhanh thì con gà nó ít có vấn đề đó. Nên nuôi gà nó phát triển, chúng ta để gà càng lâu thì gà nó càng lên ký. Anh chị thấy không, gà nó bự bự không á, nó già luôn rồi đó, mà nó vẫn phát triển bình thường, khỏe mạnh, cân rất là đạt ký và thương lái nó rất thích gà già, gà ra cựa nghe anh chị. Cho nên chúng ta nuôi càng lâu càng tốt. Đó một số điều mà mình muốn chia sẻ đến những người mới nuôi hoặc những người đã nuôi, tham khảo thêm. Anh chị có cách nào mới thì comment để mình giao lưu học hỏi thêm. Clip của mình đến đây xin kết thúc. Chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ và thành công. Mọi người thấy hay thì có thể like, đăng ký kênh của mình và nhấn vào cái chuông để mình ra video mới thì sẽ báo đến anh chị.
và mọi người. Bye bye và tạm biệt mọi người.